Xin chào quý bà con nhà nông. Video tiếp theo em muốn gửi đến quý bà con là chai thuốc trừ bệnh hiệu Nimex 480EC, được mệnh danh là cuộc cách mạng tuyến trùng trong nền nông nghiệp hiện đại. Nimex 480EC chứa hoạt chất Voluensulfon với hàm lượng 480g trên 1 lít. Đây là hợp chất mới được phát minh trên thế giới, mang lại hiệu quả cao trong việc diệt trừ tuyến trùng. Sản phẩm có nhiều công dụng vượt trội như là lưu dưỡng mạnh, diệt trừ triệt để tuyến trùng ở tất cả các giai đoạn, kể cả trứng. Hiệu lực kéo dài lên đến 90 ngày, an toàn cho hệ sinh vật đất, đặc biệt là giun đất, giúp duy trì cân bằng hệ sinh thái. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, bà con chỉ cần pha 40ml thuốc cho 100 lít nước, lượng nước sẽ là 5 lít trên một gốc. Tưới đều quanh gốc vào đầu mùa mưa hoặc khi cây có biểu hiện vàng lá do tuyến trùng. Nimex 480EC được đóng chai 100ml, nhỏ gọn, tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Sản phẩm này được cung cấp chính hãng, đảm bảo chất lượng cao. Bà con hãy nhanh tay đặt hàng và trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này. Mọi thắc mắc, bà con vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc bình luận phía dưới video này. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết cho mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.